Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình này góp những người tập cần có cái hiệu là CEI. Thì chương trình khi tham gia chương trình góp này, bạn sẽ nhận được 10 tập cần nha các bạn. Tập cần này nó sẽ phân phối vào ngày 2 tháng 4 cho đến ngày 4 tháng 4 năm 2021 nha các bạn, và nó sẽ list sàn Uniswap và sàn Hotbit, sàn Bitten. Để tham gia chương trình góp này, mọi clip phần liên mô tả và tất cả mọi người tắt chat bot rồi bạn. Đây dự án đó thì một tập cần khoảng 30 đô, 10 tập cần 300 đô. Nhưng đây là chỉ là dự án thôi các bạn, dự kiến thôi, chưa biết sàn mà chưa biết bao nhiêu nữa các bạn. Thì các bạn nhìn vô đầu tiên thì các bạn bấm vào continue luôn các bạn. Rồi các bạn lướt cấp tra hành cái viết này. Đây thì mình thấy có website, có tờ quyết này nọ là mình làm đúng không ạ? Rồi nhìn vô đầu tiên các bạn cho kênh group, kênh seller, kênh seller channel nữa các bạn, ba kênh. Rồi bạn cho sao các bạn, rồi bạn mới đáp lại các bạn. Sau khi bạn join ba kênh xong, bạn bấm continue nữa các bạn. Rồi nhiệm vụ thì các bạn follow tại Twitter nè. Các bạn vô đây các bạn follow Twitter các bạn. Ủa sao nó không chưa tới follow Twitter mà nó mình website. À các bạn vô đây follow vô Twitter các bạn. Rồi các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like và tweet nha các bạn. Mình test lại nè. Rồi bạn mới đáp lại nghe bạn. Rồi tiếp tục thì minimum thì các bạn nhắc được bạn follow minimum nghe bạn. Zoom thì các bạn khi nhấp vào nó tải không được thì các bạn nhấp vào tải lại 2-3 lần tất cả các bạn thì sẽ được à. Tại vì trên minimum các bạn nhấp vào tải lại các bạn làm 2-3 lần các bạn. Vì mình hồi nãy mình đã làm được rồi. Vì trang minimum nó rất là nhanh tất cả các bạn. Rồi bạn bấm website, còn bạn nào mà tải không được nữa thì các bạn phát cái biên cho các bạn. Website thì các bạn cái gì? Xem qua website thôi các bạn. Dự án này khá là ngon đó, các bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm continue các bạn. Điền username tại Twitter chứ. Các cộng MMO của anh các bạn. Con bot khùng này. Thôi phan đây mình dịch ra các bạn ơi. Xin nha các bạn nhấp vào đây follow tại Twitter nó rồi các bạn điền lại username tại Twitter của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm next step nè. Rồi
Nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn gỡ nó một cái link Revit nữa các bạn. Như thì các bạn cũng mở từ Twitter các bạn ra nữa. Rồi các bạn chia sẻ bài viết nè bạn. Các bạn sao chép đến từ Twitter nha bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Không có lệnh. Các bạn nhấp vào một like request CBNet nha bạn. Thì sau khi như vậy các bạn mới có lệnh các bạn. Rồi các bạn copy lại. Vì nay mình chưa nhấp vào các bạn. Bot này làm động quằn 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 quá. Rồi các bạn bấm roll to next step tiếp tục các bạn. Tiếp tục medium thì các bạn cũng như tương tự nha các bạn. Các bạn bấm vào mục chat US on medium nha các bạn. Thì các bạn vào follow nha các bạn. Rồi, vì mình thông tin bên đây nè. Medium thì các bạn nhấp vào thì các bạn nhưng mà nó không liên kết thì các bạn nhấp 2-3 lần nha các bạn. Nhưng mà nó sang qua đây cho mau các bạn. Medium mình nè. Copy link. Rồi bạn match ở đây các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi bạn bấm go to next step tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với RC20 bên địa chỉ với chocolate nha các bạn. Quá là lằng quằng. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn tìm đến địa chỉ ETH của mình nha bạn. Rồi bạn sao chép địa chỉ ETH mình nha bạn. Giá ETH khá là cao nên mình làm airdrop mình cũng không có hy vọng về nha các bạn. Giá khá là cao luôn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi copy lên. Rồi các bạn bấm vào một mình quên hoài lộn hoài các bạn. Các bạn bấm vào submit at wallet nha các bạn. Rồi các bạn hãy gửi địa chỉ lại nè. Rồi các bạn bấm vào một confirm nha các bạn. Rồi ta. Ok, như vậy là tập cần nó sẽ cập nhật sau nha tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nhé.